Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng đã từng một lần được dự World Cup vào năm 1990. Trong quá khứ thì họ cũng đã hai lần lọt vào trận chung kết của giải vô địch châu Á Asian Cup. Bóng đá UE cũng đã từng một lần góp mặt ở sân chơi Olympic, đó là Thế vận hội London năm 2012. Đội U23 của UE không có mặt tại giải U23 châu Á năm 2018. Tuy nhiên, họ sẽ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam tại giải đấu ở Thái Lan đầu năm sau. Bảng đấu còn có cả Jordan và Triều Tiên. Quả đá phạt chuyền bóng không chuẩn xác của Abdurrahman. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và được rất nhiều đài truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi, khán giả không thể theo dõi có thể nghe radio ở các kênh VTC1 và VTC2. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu đã cung cấp cho chúng tôi phục vụ khán giả, và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Một cú sút xa bay rất ngơ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải, nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn, và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải gần đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn bàn lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Chúng ta biết đến Tiến Linh ở khả năng không chiến, chọn vị trí tốt trước cầu môn. Tuy nhiên, thực sự cú đá vừa rồi khiến cho tất cả bất ngờ. Đó là cái hay của ông Park. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.